Chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Và hôm nay bọn mình sẽ dẫn các bạn đi siêu thị mùa dịch nha các bạn. Và mình mới mọc cùng mụn ở đây nè. Thế nên là let's get started. Hiện tại thì bọn mình đang chờ đèn đỏ, thế nên là rảnh quá móc cái điện thoại ra quay nè. Video sau đây có những nội dung không phù hợp với những người đàn ông đang mang thai và trẻ em đang cho con bú, nên cân nhắc trước khi xem. Nói chung là yêu đâu, đó có phải là yêu không? Tại vì trên đường ra Vinmark là cùng đường với trường mình, thế nên là mình đã ghé lại trường các bạn ơi. Giới thiệu với các bạn, đây là bác bảo vệ trường mình. Và đã một khoảng thời gian rất lâu rồi mình không gặp bác. Chào bác. Tự dưng sau những ngày này mình cảm thấy nhớ trường và yêu trường một cách lạ lùng. Để mình giải thích cho các bạn nghe tại sao cái mặt mình nó lại như thế này là bởi vì lúc mình đang tâm huyết và hăng say với việc quay vlog thì hai con này nó đã lên xe và đi luôn ra đây các bạn ạ. Mình đã đi bộ từ trường ra đến đây. Đâu có dỗi. Như các bạn có thể thấy thì sau một hồi vật lộn thì cuối cùng của mình đã đến được siêu thị. Và tại vì đang trong mùa dịch Covid-19, thế nên là siêu thị lúc này đang rất là vắng. Thậm chí thì còn có cả quầy phải đóng cửa nữa. Và hiện tại thì mình và các bạn đang lên trên tầng 3 để vào trong khu Vinmark để có thể mua đồ ăn tối nay. Và mình không thể ngờ được là ở trong này người ta lại có thể đi đông đến như vậy. Mình cứ nghĩ là đang mùa dịch như thế này thì phải ít người đi cơ, nhưng mà thực chất thì nó rất là đông. Và trước khi vào thì bọn mình phải rửa tay cho tất cả các bạn. Cho anh nhỏ. Vâng. Làm sao tay anh? Cảm ơn anh. Để ta cầm cho. Đó, các bạn có thể thấy được là tinh thần bảo vệ và chống Covid Corona ở đây rất là tốt. Tắt. Và các bạn có thể thấy được là mình đang đeo khẩu trang rất là đầy đủ. Phải đeo chứ mày. Đây ở hàng bánh chợ đẹp này. Và chị Dung đang muốn quay TikTok các bạn ạ. Theo bạn đi. Thực ra là mục đích ngày hôm nay bọn mình vào đây là chỉ để cho con này nó quay TikTok. Không gì hơn cả. Ở đây đẹp này, ở đây đi. Nói chung là cái núm tí ấy. Nói chung là cái núm tí ấy. Ủa sao mày? Ủa rồi bắt. Và thật là buồn các bạn ạ, mình không hiểu sao ở siêu thị người ta cấm quay chụp vào thời gian này. Thế là bọn mình không thể quay TikTok với nhau được. Thế là bọn mình đã quyết định là sẽ đi mua đồ ăn luôn, chứ không có cả kê ở đây nữa. Chồng tao chồng tao chồng tao đây chụp ảnh cưới đi. Oh my god, đây mà tao. Thế là chồng tao một người đây mà chụp ảnh về đi. Và bọn mình sẽ quyết định là đi về, tại vì ở đây lâu thì cũng không tốt. Nhưng mà các bạn có thể thấy rằng là ý thức chống dịch của mọi người ở đây rất là tốt. Và ai cũng mà đeo khẩu trang cả. Yay. Và bây giờ mình sẽ đi ra ngoài để thanh toán cho tất cả các bạn. Yay. A few moments later. Tại vì đang trong đợt dịch ấy, thế nên là mọi người đi mua hàng nhiều hơn bình thường. Có những gian hàng còn bị hết hàng cơ.
Thế nên là bọn mình đã phải đứng ở quầy đợi nó khoảng tầm từ 15 đến 20 phút thì mới có thể chui vào để thanh toán được. Rất là lâu các bạn ạ. Hey guys. Take a look. Hi guys, welcome back to my channel. Đi mẹ. Hôm nay mình cũng chẳng mua gì nhiều, có mỗi một món, thế nên là mình đang đi bộ xuống dưới để lấy xe và ra về. Và các bạn biết gì không, chúng nó đang đổ lỗi không quay được TikTok là do mình. Chào tất cả các bạn nha, và vlog của mình đến đây là kết thúc rồi. Và bây giờ mình sẽ đi về đây. Xin chào tất cả các bạn, bye bye. Bye bye, bye bye, đừng lại. Nghiệp quật không chừa một ai các bạn ạ. Nghiệp quật. Mình sẽ kết thúc video này ở đây thôi. Và chúc các bạn có một kỳ nghỉ chống dịch an toàn nha. Bye. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard.